Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến vườn mai Hồng Ngọc, Cai Lậy nha quý vị, Tiền Giang, để quay giới thiệu cho quý vị một cái lô mai ha, dáng lắc để cũng đẹp đây nè. Giá thì được ghi sẵn trên cây rồi ha. Giá thì mình thấy trước mắt đây thì có vài trăm hả quý vị. Rồi mình gặp người đứng quay trong clip nè, shop cho chủ shop đây quý vị. Chào thầy ha. Chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem clip ha. Em thì bên vườn mai Hồng Ngọc, hôm nay em có một số mai phôi lắc lượng có ha, trực có, về phục vụ quý cô chú anh chị ha. Mong quý cô chú anh chị xem clip ủng hộ em nha. Số điện thoại của em là 0343 963 050, cũng là số Zalo ha. Hình thức của mình đây là bên em là bao sống bao ship toàn quốc nha mấy cô chú anh chị. Rồi, rồi vào cây đầu tiên, em vô cây đầu tiên luôn ha. Rồi, chiều cao trước luôn nè em ơi. Cao là 1m. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành là 19 hơn ha. Rồi, mình xe rồi. Xe cái cho quý vị mình nghĩa đường thân tay cạnh cái ha. Tay cạnh lực lực không mà mấy cô chú anh chị ơi. Tay cạnh cũng khá đều đây ha. Rồi mình xuống đế đây. Đây, đế đây ha. Kỹ ha. Đó. Đây. Hồi trước cũng có luôn, triệu luôn ha. Luôn. Rồi, mã số 1 em giao lưu giá 650 nha. Rồi, 650 quý vị. Giá này bao gồm phí vận chuyển cây rồi ha. Rồi, giá này là bao ship luôn rồi nha mấy cô chú anh chị. Rồi, mã số 2. Số 2. Số 2 chiều cam nó luôn. Cao là 75. Rồi, cao 75. Cái hoành. Hoành là 14 hơn. Rồi, xây xây luôn. Đây, tay cạnh đều quá trời nè mấy cô chú anh chị. Nghe kỹ ha. Tay cạnh nè ha. Rồi, đóng đế luôn chưa? Để đây quý vị này có cái đuôi trên lưng luôn. Có cái đuôi. À. Trước có chân triệu luôn nha. Này có cái đuôi trên lưng nè ha. Rồi, mã số 2 này em giao lưu giá 500 nha. 500. Rồi, xuống cây. Đây, mã số tiếp theo luôn. Mã số 3. Rồi, số 3, chiều cao luôn. Cao là 95. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành là 18. Rồi, xe xe luôn, tay cạnh đều luôn ha. Này, tay cạnh này 18 hoành, tay cạnh đều. À, xuống đế luôn. Đế đây, cũng có cái đuôi nhỏ nhỏ luôn. Quay từ từ cho mấy cô chú anh chị coi ha. Đây, mà trước nè mấy cô chú anh chị. Đủ ha quý vị. Rồi, mã số 3 này em giao lưu giá 600 ngàn nha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 4. Nói mặn. Rồi. Cao là 1m. Rồi, 1m cao, tay cành đều luôn. Hoành là 20 nha. Rồi, xe xe luôn. Em này có những cái điểm lạ trên thân để mình coi kỹ điểm lạ dựng cái qua em. Nè. Đây bên đây mình thấy rõ hơn nè quý vị. Đó, trong nách ha. Đó, là những u. Nách nào cũng có nha quý vị. Có hiện tượng lạ ha. Đây, dạ, nè, bên đây mình thấy rõ hơn nè. Đây. Đây mới có chứ anh chị. Trong nách có hết nha quý vị, dài dài hết nha. Nè, đây cũng có nè. Ở ngoài đây còn có nè, ngoài tay cạnh nè. Ngoài tay cạnh cũng có luôn ha. Đó. Rồi, mình xuống đế ha, tới hoành đế luôn ha. Ủa, em đâu hoành chưa? Không biết, giờ còn lại đi. Hoành 20. Quên luôn. Lại cũ đế nè mấy con chú anh chị. Rồi, giao lưu như đêm. Cái này em giao lưu giá 650 thôi nha. Rồi, 650 quý vị. Rồi, xuống cây có những điểm lạ trong thân rất nhiều ha. Rồi, xuống cây luôn. Số 5 luôn. Rồi, số 5. Rồi, chiều cam nó luôn ha. Cao là 1m nha. Rồi, cái hoành. Hoành mặt thước trong. Như em. Khó đâu hơn à. Hoành 20 hơn. Rồi, tính 20 đi ha. Đây, tính 20 nha. Hai cành cũng khá nè. Đây. Rồi, đường thân lắc luôn. Đế, quý vị nghe kỹ. Đế này mấy cô chú anh chị. Đây ha, dưới đây nó có cũng có cổng đế đưa ra nè nha. Rồi, em không khai thác sâu nữa nha. Trước cũng có luôn nha. Rồi, cái này em giao lưu giá 600 thôi nha. 600 quý vị. Rồi. Tất cả này là em đã bao phí vận chuyển rồi nha mấy cô chú anh chị. Rồi. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo. Mã số 6. Rồi, chiều cao nó luôn. Cao là 1m luôn nha. Rồi. Cái hoành. Hoành em nói là 19 hơn, em tính 19 ha. Rồi, 19 luôn. Quý vị ngắm nghía kỹ ha. Tay cạnh này bình nó thân cũng ha. Có
ha. Cũng u. Thôi mình không tính đi. Nào in u nhiều ha, nào tính u nhiều thì tính ha. Giả sử như cái nách này đi. Giữ cố định nha bà. Đây, nó gì nó u vậy đó. Cũng vòng nách nào cũng có hết ha. Vậy nhưng quý vị. Đây. Rồi mình xuống dưới luôn ha. Đây, ngoài trước nè mấy cô chú anh chị. Khéo ha. Không chịu có đủ. Rồi, vô luôn như đem. Cái này em giao lưu giá 850 nha. 850 mà số 6 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 7. Số 7. Rồi, chiều cao luôn. Cao cũng 1 mét nha. Rồi, tán nghe. Ê, lộn, quành. 17 hơn, tính 17 nha. Rồi, tài canh cũng đều. Lộn. Quay mai tàn với phôi hội lộn quá. Đây. Rồi, để đây quý vị. Hồi trước cũng có chân kiểu ha. Chân chòm trước luôn ha. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, cái này em giao lưu giá 700 nha. 700. Rồi, xuống cây. Okay. Đế quá trời đẹp luôn mấy cô chú anh chị. Rồi, mã số rồi, tiếp mã theo. Số 8. Số 8 ha. Rồi, chiều cao luôn. Cao cũng 1 mét luôn nha. Rồi. Thái hoành. Hoành là 19. Rồi, xây xây luôn. Rồi, tay cành cũng lực lực không mấy cô chú anh chị. Tay cành cũng khá. Này viền nữa nó bung chồi nảy độc lọc cái nó đặt cây lại của chị ơi. Rồi, đế rồi đây. Xuống đế ha. Đế nôm đẹp quá trời nè mấy cô chú anh chị. Này ngoài trước cũng có luôn nha. Đây. Bên đây cũng có nè. Đây, làm sao nè, nguyên một bể đế. Cái này em giao lưu giá 850 nha. 850. Bao phí ship rồi nhưng có gì. Rồi, xuống cây. Rồi, số tiếp theo luôn. Mình muốn không nổi luôn. Nhìn không nổi. Mã số 9. Ha. Cao cũng 1 mét luôn nha. Hoành là 20 hơn, em tính 20 ha. Tay cài à, cũng có ha. Rồi mình xuống đế luôn nha quý vị. Đế ra mấy cái chén hồi trước cũng có luôn ha. Rồi. Cái này em giao lưu giá 800 nha. Rồi 800 nha quý vị. Rồi, xuống cây. 800 là em bao ship tròn quắt cho mấy cô chú anh chị mình luôn rồi nha. Rồi, số tiếp mã theo số luôn. 10. Rồi, chiều cao luôn. Cao cũng 1 mét luôn. Rồi, 1 mét. Đấy, hoành luôn. Hoành là 18 hơn. Rồi, tính 18 ha. Luôn. Đây. Rồi, xuống đế luôn. Đấy, đế cho mấy cô chú anh chị. Rồi, giao lưu như cái này em giao lưu giá 550 nha. Rồi 550. Rồi xuống cây. Rồi, đẹp luôn, tiếp theo luôn. Ủng hộ cho nè. Rồi 11. 11. Rồi chiều cao luôn. Cao là 95. Rồi cái hoành. Hoành là 20. Tay cành đều quá ha. Tay cành là mình chơi. Có tay cành đều mình về lẻ chơi quý vị. Ngoài này nó cũng à, đây. Nó cũng già mình cây lắm rồi nha mấy cô chú anh chị. Trong à, trước này mấy cô chú anh chân chậm trước có luôn. Mặt nào cũng có luôn nha. Cái này em giao lưu giá 750 nha. Rồi. 750 bao gồm phí chân chuyển cây toàn quốc rồi nha quý vị. Đó, em xuống cái bàn quay lại xích đó đi. Rồi. Cho nhỏ em nó gần chút. Rồi, lên đi. Rồi. Đây nó không nổi à. Đây ginh không nổi. Rồi sèn qua đây ha. Đó, chiều cao luôn. Cao cũng 1 mét luôn nha. Này hoành 20. Rồi, xây xây luôn. Rồi, tay cành cũng đều quá trời rồi mấy cô chú anh chị. Rồi, đế cũng đều quá nè. Bộ đế nè mấy cô chú anh chị. Này ha. Bộ đế quá trời đẹp luôn nè. Rồi, giao lưu như đêm. Đây cũng có cổng đế luôn nè nha. Có 2 ba cổng luôn á. Cây này em giao lưu giá 800 nha. Rồi, xuống cây. Hoành bự đế đẹp. Rồi, mã số tiếp theo luôn ha. 13. 13. Chiều cao, cao là 95. Hoành là 18 hơn, em tính 18 rồi, ha. Xây xây luôn. Rồi, tay cành cũng đều hết trơn nè mấy cô chú anh chị. Đều quá trời nè ha. Rồi xuống đế luôn ha. Cái này có cái củ đế nha. Đây. Rồi tiếp luôn.
từ từ nha. Cái này em giao lưu giá 600 thôi nha. Rồi, xuống cây. Mình to mình giá nhỏ luôn mấy cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn. Bao ship luôn. Rồi, mã số 14 ha. 14. Rồi, chiều cao. Cao là 90. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 15 hơn, rồi, tính 15 ha. Luôn. 15 hoành. Số tay cạnh ha. Rồi, tay cạnh. Có cành phóng dưới đây dài dài luôn. Rồi, để rồi, luôn. Để cho mấy cô chú anh chị. Đế nhỏ này về mấy cô chú anh chị mình kéo mấy cọng này qua cho nó đều lại được ha. Chữa đế vậy ha. Trước cũng có đế luôn nha mấy cô chú anh chị. Nè dưới đây nó cũng có mấy cọng nữa nè nha. Rồi, rồi cái này em giao lưu giá 550 nha. 550. Rồi, xuống cây. Mã xuất sắc luôn. Rồi, 15. Rồi, mã số 15. Chiều cao luôn. Cao là 90. Hoành là 15 nha. Rồi, xây luôn, rồi. 15 quanh. Tay cành đều luôn mấy cô chú anh chị. Cũng đâm chồi nảy lọc nè. Đây. Cây này nó già lắm rồi nha mấy cô chú anh chị. Tượng mắt tre mắt trúc ha, ngẩn ngẩn u u trong cái nách ha. Đây. Rồi, mình còn để đây. Để nè. Để nó nôm xuống nè mấy cô chú anh chị. Đây. Cũ ha. Hồi rồi, trước giao lưu nhiêu đây em? Cây này em giao lưu giá 650 nha. 650, rồi, xuống cây. Sáu gửi có cây đế đẹp mà tay cành đều luôn mấy cô chú anh chị. Bấu 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 giống như cái bí gì đó ha. 16. Rồi, cao luôn. Cao là 1 mét. Hoành là 18. Rồi, xe xe luôn, tay cành cũng khá ha. Này. Rồi, xuống đế luôn. Đế luôn mấy cô chú anh chị. Đều lắm nè. Đây, mà đế đều hết trơn ha. Đây ngoài trước nè. Kéo quá nè. Đây cũng có ha. Rồi, giao lưu hết em. Cái này em giao lưu giá 750 nha. Em rưỡi rồi quý vị. Rồi, xuống cây luôn. 17. Rồi, số 17. Chiều cao luôn. Cao là 1 mét. Rồi, cái hoành. Hoành 17. Rồi, xe xe luôn. Tay cành đều luôn. Rồi, tay cành này mấy con chú anh chị. Rồi, để luôn nha quý vị. Để đây. Rồi để ha. Mặt nào cũng có ha. Đây ngoài trước sau gì cũng có hết mấy cô chú anh chị. Cái này em giao lưu giá 700 nha. 700. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số tiếp theo luôn, 18. 18. Rồi, chiều cao. Cao là 90. Hoành là 16. Rồi, 16 hoành. Rồi, tay cành đây. Rồi. Xuống đế luôn. Này cũng con cũ mà. À, giống có cái đuôi luôn ha. Đấy, ngoài trước đây. Chịu ăn thước nhóc luôn. Rồi xung quanh cũng có luôn ha. Cái này em giao lưu giá 600 thôi nha. Rồi, xuống cây. Đẹp ha. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 19. Rồi, 19. Rồi, chiều cao luôn. Cao là tầm 1 mét nha. Rồi. Hoành là 19 hơn, gần 20 nha. Em tính 19 thôi. Đều luôn, tính 19 hoành như quý vị. Đây, vậy quý vị chăm nó bung tược ra cái là kính mít tàn liền ha. Tay cành đều hết trơn. Cây này nó già cây lắm rồi, cô chú anh chị mình khỏi lo ha. Bên em cũng bao sống bao ship toàn quốc rồi, mấy cô chú anh chị mình cũng đỡ phải lo ha. Yên tâm ha. Đây, đây ngoài trước rồi mấy cô chú anh chị. Bên đây cũng có để chống chịu chồng có đủ ha. Rồi, giao lưu như đây. Cái này em giao lưu giá 700 thôi nha. 700, giá yêu thương ha. Rồi, xuống cây. Rồi, 20. Rồi, mã số 20. Rồi, chiều cao luôn ha. Cao là 95. Rồi. Hoành là 18 hơn, tính 18 ha. Rồi, xe xe luôn, 18 hoành. Đế cũng đẹp quá nè ha. Đế mấy cô chú anh chị. Cộng bự cũng gom gom ha. Đây ngoài trước bên ha. Đây bên đây cộng để chòm bên đây chòm bên đây ha. Cộng ha. Chòm thì đủ ha. Hai bên cũng khéo ha. 20 này em giao lưu giá 650 thôi nha. Rồi 650 nè quý vị. Quá mềm luôn mấy cô chú anh chị ơi. Okay. Em bao ship nữa mấy cô chú anh chị ơi. Bao sống cho quý vị luôn. Trong thời gian bao nhiêu tháng em?
Dạ 2 tháng. Rồi trong vòng 2 tháng đầu mà quý vị chăm mà nó không đâm chồi nảy lọc gì đó ha quý vị. 21 này là cao ha. 90 nha. Tại vì quý vị chăm sóc kỹ nha quý vị. Hoành là 15 hơn, tính 15 nha. Rồi chứ dịu quý vị đem ra để ngoài nắng vô chậu mà không tưới chết em luôn á. Quý vị không chăm là cũng tiêu. Không chăm là chết em luôn á. Rồi để cho mấy rồi, chị để ha. Cái này em không có, có khai thác sâu ha. Hồi trước nó cũng có chân nha mấy cô chú anh chị. Đây đầy đủ hết nha. 21 này em giao lưu giá 500 thôi nha. 500. Rồi xuống cây 22. Rồi chiều cao luôn. Cao là 95. Tại cạnh đều quá ha. Hoành là 18. Rồi xây xây luôn. Tại cạnh đều. Cạnh đều quá trời đều mấy cô chú anh chị. Chăm nó bung ra cái là kính tàn lại liền. Tay cạnh này đều dữ dằn luôn. Cũ cũng cũng để nha mấy cô chú anh chị. Rồi xây tiếp luôn ha. Hồi trước cũng có luôn nha. Cộng của trà bá hồi trước ha. Này cũ này gom đặt ha. Rồi cho luôn như đem. Cái này em giao lưu giá 550 thôi nha. 550 quý vị. Rồi xuống quá rẻ luôn. Cái tiếp luôn. 23. 3. Đây, lùng lực mấy cô chú anh chị ơi. Cao là 60 ha. Rồi. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 17 nha, 17 hoành. Rồi xe xe luôn. Tay cạnh đều có tàn xe xe đẹp ha. Đấy là cái tàn cái ok. Chú anh chị mình phải chơi lùng lực rồi lấy cây này về dưỡng lại ha. Rồi, xuống đế luôn. Dưỡng lại chơi tàn là khỏi nói luôn. Cũ cũng gộp ha. Đây. Cái này em giao lưu giá 500 thôi nha. 500 bao ship luôn. Đây, rồi. Hồi trước cũng có chân cẳng đầy đủ nha mấy cô chú anh chị. Rồi, mình xuống cây. 24. 4 lên luôn. Cao là 50. Để con quá xa đế ha. Mình ủa gì 130 mấy gì vậy? Rồi. Trăm mười mấy đây. 13. 13 hoành. Nó này thân lắc nè. Để đây, đế đế nè mấy cô chú anh chị. Kẹo luôn đây. Đế nè. Đế đặt quá sức bộ đế luôn nha, đều bầu hết luôn nha mấy cô chú anh chị. Dạ cái này em giao lưu giá 550 nha. Rồi 550 quý vị bao ship rồi. Rồi xuống cây. Rồi, số tiếp theo luôn. 25. Rồi mã số 25. Này đoạn sau này dán lông ha. Rồi, cao là 50. Rồi, đoạn trước dán lắc. Quanh là 13. Rồi. Đây. Dán lông nè. Tay cạnh cũng đều hết nè nha mấy cô chú anh chị. Xuống cụ đế nha quý vị. Rồi, đế đây. Rồi, xe xe luôn. Đều ha. Đế nơm đều hết mấy cô chú anh chị. Rồi, giao lưu như đen. Cái này em giao lưu giá 550 luôn nha. 550 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 26. Rồi, 26. Rồi, chiều cao luôn ha. Cao là 85. Rồi. Hoành là 12 hơn, tính rồi, 12 ha. Tay cành cũng khá nè. Đó, từ rồi. Đoạn lắc lên ha. Tay cành đông khá quá nè. Rồi, xuống đế không gì. Đây, bộ đế đều hết trơn ha. Hồi trước cũng có chân chịu đầy đủ hết nha. Không thiếu mặt nào mấy cô chú anh chị. Vậy em nào mà nó không nằm ngay vị trí của gì kéo sửa lại giúp ha. Kéo được ha. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu giá 450 nha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 27. 27. Tiếp tục dán lông nữa ha. Cao là 55. Rồi. Sau này là dán lông không mấy cô chú anh chị ơi. Hoành là 8 thôi nha. 8. Đây, nhưng mà bộ đế nè mấy cô chú anh chị. Hoành nhỏ nhưng mà để cộng đế thì to nè. Tay cạnh kính đều hết ha. Đây, bộ đế nè mấy cô chú anh chị ơi. Để kính bầu luôn ha. Rồi, giao lưu như em. Cái này em giao lưu giá 500 nha. Rồi, 500 cái gì. Rồi, rồi, nhỏ mà bộ đế đó. Quá sức. 28. Đế cũ luôn. Cao là 40. Hoành là 7. Rồi, xe xe 7 luôn. Hơn nha, em tính 7 nha. Cái này bung cái tàng mini chơi ha. Đây. Cái này về để bàn là khỏi nói luôn. Đây cái bộ đế nè mấy cô chú anh chị. Cái bộ đế quá sức ha. Đặt kẹo ha. Đây, trước sau nè. Cái bộ đế khỏi nói luôn. Đặt kẹo luôn.
Cây này em giao lưu giá 450 nha. 450. Rồi, rồi. Cây. Quá sức bồ đế. 29. Rồi, 26-29. Chiều cao luôn. Cao là 70. Rồi. Tay cành đều luôn. Hoành là 7 hơn. Nhãn lồng, tay cành đều. Giờ bỏ vô cái chậu nhỏ nhỏ chơi không cái gì. Rồi cái củ đế này. Nếu chậu nhỏ chơi là đẹp xuất sắc. Này, cái nơm ha. Còn bự bự. Cái này em giao lưu giá 350 nha. 350. Rồi, bao cái toàn quốc luôn mấy cô chú anh chị. Rồi mình lên 30 luôn. Tiếp tục là con rồng nữa ha. Đó, rồng nữa nè. Này. Cao là 55. Hoành 10 ha. Rồi, xe xe luôn. Này nó giống kiểu mắt te mắt trúc gì đây nè. À, nó mắt te mắt trúc đó em này đó. Này tay cành cũng đều ha. Này cây đây rất là mạnh nha mấy cô chú anh chị. Này nó bung búp hết trơn rồi ha. Đây nè. Thì nó đâm chồi rồi. Nó đâm chồi hết trơn nè. Nó ra đâm chồi. Chặn người ta là không thấy. Nè trên đây. Chặn trên đây. Anh chặn người ta cái em. Để anh lấy nét lại ở đây coi mình thấy không. Này. Đó, nó đâm chồi mấy chỗ này hết trơn rồi ha. Rồi, an tâm ha. Để rồi mấy cô chú anh chị. Rồi, giao lưu nha em. Cái này em giao lưu giá 350 luôn nha. Rồi, xuống cây. Rồi, rồi số tiếp theo luôn. 31. Rồi, 31. Cao là 70. Hoành là 8. Rồi, xe xe luôn. Rồi, tay cành này. Nhỏ mà bộ đế, nấy hết thần không mấy cô chú anh chị ơi. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Đây, bộ đế nè mấy cô chú anh chị. Rồi, xe xe luôn. Ngoài trước này ha. Ừ. Đây nó cũng có nơm xuống này nha mấy cô chú anh chị. Đây nè ha. Nói chung là nó nơm đều hết bốn mặt mấy cô chú anh chị. Như đây. Cái này em giao lưu giá 300 thôi nha. 300 quý vị, bao ship luôn rồi nha. Rồi, 300 cái. Em bao ship toàn quốc luôn nha. 32. Rồi, 32. Rồi, chiều cao luôn. Cao là 75. Hoành 10 ha. Rồi, xe xe luôn. Lại cành kẹo luôn ha. Cành đều. Cái này bung ra cái là nó đặc luôn. Cành rồi, này... mình xuống đế luôn. Mình dưỡng lại nó bung tay cành ra là khỏi nói luôn. Đây, bộ đế này mấy cô chú anh chị. Này, bộ đế quá trời. Rồi, giao lưu như em. Cái này em giao lưu giá 450 nha. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. 33. Rồi, 33. Rồi, chiều cao. Cao là 45. Hoành là 9 ha. Rồi, xe xe luôn. Đây. À, có bẻ ăn cái tròn tròn ở dưới luôn. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Mình về mình chơi vô chậu nhỏ nhỏ mình chơi ha. Đẹp rồi, lắm mấy cái như em. Cái này em giao lưu giá 400.000 nha. 400. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 34. Rồi, 34. Này đâm chồi mạnh luôn à. Cao là 55. Rồi. Hoành là 11 hơn. Rồi, xe tính 11 xe luôn. Ha. Này cũng mắc tre mắc trúc ha. Tay cành thì đâm mạnh quá, xá mạnh luôn à. Tay cành cũng đều hết trơn nè ha. Này cũng vậy. Đây nhắc lại cái gì thấy không? À, đâm chồi trơn ha. Cây đang rất là mạnh nha mấy cô chú anh chị. Rồi xuống đế nha quý vị. Này bộ đế đây. Này ha. Đế cũng nơm nha mấy cô chú anh chị. Đây ngoài trước nè. Rồi giao lưu nha. Cái này em giao lưu giá 400 luôn nha. Rồi xuống cây. Rồi 35. Rồi, mã số cuối clip luôn ha. Cao là 35 luôn. Hoành là gần 7 em tính 6 rồi mấy cô chú anh chị ơi. Hoành 6 nha. Này, cây này nó cũng bung mầm hết rồi ha. Rồi, nó sẽ bung mầm hết nè quý vị an tâm nha. Này, bộ đế. Đế. Đây cũng có đế ngoài trước luôn ha. Rồi, giao lưu nha. Cái này em giao lưu giá 300 thôi nha. Rồi, 300 quý vị. Rồi. Rồi. Dạ, cuối clip em cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua ha. Dạ, chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe, thành công công việc. Mong quý cô chú anh chị xem hết clip này và tiếp tục ủng hộ em, cũng như đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ thầy ha. Rồi, em cảm ơn ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.